Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Minh Trung, chúc quý vị ngày mới vui vẻ. Và chào mừng quý vị đã đến với tập tiếp theo của Candy Crush Friends Saga. Thì hôm nay có thông báo rồi. Có thông báo rồi này. Nhận giải thưởng này. Thì hôm nay là ngày thứ hai rồi. Ok. Ngày thứ hai rồi, nhận giải thưởng. Chắc phóng mặt rồi không? Friendly Coloring Candy. Nhận giải. Ok. Ok. Và ok, ngày mai mình sẽ bắt đầu nhận tiếp. Ok, mình đang chơi giờ tới màn số 9 rồi. Mình đã chơi giờ tới màn số 9. Màn số 9. Number 9. Ô, lại giải thoát kẹo động vật cơ. Chẳng có ai cả là ai. Wow, kẹo hả? Ô, con này kẹo chim cái... Đây là kẹo chim cái cụt gì vậy? Độ xô. Chiếc bú quyền lực. Chào lại là sắc. Chào hết move. Chào hết move rồi. Ồ, kết hợp với nhau rồi. Wow luôn. Đây là màn khó nhất mình vừa mới qua. Yes, cứ được chọn được vật rồi. YouTube có thông báo gì ơi, kệ mẹ cha. Đấy. Đây là màn khó nhất mình từng qua. Mình chết mình. Beat my set to my mode. Giờ mình đang đứng cuối. Vòng số 10. Ok, vào game. Ô, một hộp quà kìa. Mình vừa có một hộp quà. Biu 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 biu. Rội xô. À, nếu như mà cái này. Chào vãi cái đai. Bom kẹo, bom kẹo. Ok, đã dội xô xong rồi. Kết hợp kẹo. Ô, bên trong có một hộp quà. Yes, đã có hộp quà. Nhưng mà chưa mở, vẫn chưa mở được hộp quà. Thế chứ như phải chơi xong màn này thì mới mở được cái hộp quà. Trời ơi, cái đà. Bom kẹo. Bùm. Trời ơi, cái đà. Cứu được mấy em rồi. Tasty. Ok, đã dội xô xong rồi. 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 Ok, đã dội xô xong. Kết hợp. Ô, thắng rồi à? Giải thoát được cái kẹo cậu ấy thì mới giành. Divine. Xếp thứ mấy? Yeah, xếp thứ 7 rồi. Mình gần xếp thứ nhất thôi.
delicious surprise. Mở khóa xem nào. Yeti. Yeti đã mở khóa rồi. Ô hoa đề mày. Mình xem cái nhân vật này. Yeti. Cái nhân vật Yeti rồi. Yes, Yeti thì làm được gì? Ô, tạo ra cờ. Bóng gói kẹo. Ô, kẹo bà Hà nè. Hoa nô, kẹo bà Hà bọc gói. Mình phải giải thoát cho mày. Cái vị kẹo động vật này. Không. À không đúng rồi. Piu. Piu. Xong, đã xong việc kẹo động. Ok, cái bà Hà. Piu. Piu. Ồ, nhầm, sorry. Piu. Piu. Yes. Kẹo bà Hà. Biu. Yes. Cố lên nào. Mình chắc chắn là mình sẽ thắng rồi. Ô. Ô. Yeah. Giành chiến thắng rồi. Yeah, ta đang phá. Sugar Crush. Divine. Mình sẽ được mày. Đấy. Vòng số 12. Free the animal. Giải thoát lũ động vật. Mình phải chiến thắng trò này. Rồi. Ô cái bà Hà này. Phê. Mình rất thích nhân vật Yeti luôn. Nhân vật này nhìn trông phê. Phê quá. Chào ai đây vì mấy cái thông báo của YouTube. Ô đây. Ô kia rồi. Kết hợp kẹo kẹo. Rồi. Kết hợp hai viên kẹo. Á đủ kết hợp với kẹo. Hai viên kẹo bọc gói với nhau cơ. Được. Chất phết. Wow. Wow cái gì đây. Rồi. Kẹo sốc. Kẹo chocolate. Delicious.
Mình cần giải cứu hết chỗ kẹo ở động vật. Hey, hey. Kết hợp hai bên kẹo với nhau. Yeah, yeah, yeah. Lâu rồi mình chưa ăn ăn kẹo à hà tí ạ. Tích tắc tích tắc. Rồi rồi. Tuyệt vời rồi. Oh mamma mia. Yes. Đã giải cứu được hết 11 con kẹo động vật. Sugar Crush. Next. Đối đầu chọn một nhân vật để giải cứu cả bạch tuộc cả. Được được được. Ok, chấp nhận thử thách. Ngại ngùng chi. Oh yeah. Cứu được ra vì cả bạch tuộc. Cả bà Hà. Yum. Wow, wow. Cứu 24 viên kẹo bạch tuộc cơ. Đã thế chơi luôn. Sợ gì. Kết hợp. Piu piu. Ok, viên kẹo. Có một viên kẹo bạch tuộc chưa để giải thoát. Sao sao. Chầu vãi đã. Mình nhất định phải giải. Yes. Các bạch tuộc ở đâu đây? Đây là các bạn Hà. Kết hợp. Pew, pew. Cả ba Hà. Không được, hình như thế này không được. Kết hợp. Pew. Pew. Yeah. Chết rồi, chết rồi. Yeah, chết rồi ta mọi quý vị ơi. Mình chết được đá rồi quý vị ơi. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn thành xong xong tập 2 của Candy Crush Friend rồi. Không biết tập 3 có thứ gì mới lạ không, chúng ta còn đợi xem nhé. Cảm ơn quý vị đã xem video của mình. Hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo. Chúng ta còn phải nhận hộp quà từ trò chơi này. Ok, bye bye.